Cá Xin chào mọi người đang xem kênh Sùn Sơn TV. Hôm nay mẹ của mình sẽ làm món cá hố kho cho mọi người xem nha. Kho kiểu Hàn Quốc. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước, nước tương và tương ớt của Hàn Quốc nha. Và một ít bí ngòi. Nè. Cái món này muốn ngon á là mình phải dùng bí ngòi của Hàn Quốc. Chồ sơn, bí chồ sơn. Bây giờ nó đang vào mùa ở bên này nè. Cái trái nó tròn tròn mà nó to to giống như là bí vàng bên Việt Nam mình vậy đó. Nói nè mọi người. Mình sẽ cho vào đây thêm một ít bột ớt nữa. Hôm nay bầu trời âm u, đang chuyển mưa nhưng mà không mưa nổi. Nó cứ u u và rất là lạnh luôn mọi người. Mùa đông tới rồi. Lá thì nó vàng hết rồi. Nó rụng. Nè. Mình sẽ bỏ vào đây một ít nước xi rô bắp nữa nha. Sau đó mình sẽ bỏ cá hồi vô. Ý lộn quên, cá hố. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô đây thêm một ít tỏi xay. Một ít gừng xay. Mình cho thêm một ít rượu soju vô nữa. Mình sẽ cho vào đây thêm một ít hành baro nữa nha. Đó. Ôi, để mẹ mình thử coi ngon không nha. Chứ mình thấy là ngon rồi đó. Hồi nãy mình có thử lén rồi. Bữa nay không có ai ăn với chị hết trơn á. Một mình mẹ ăn nha. Ai cũng bận hết trơn rồi. Chị Mì Chin thì bận đi công chuyện, ba chồng thì đi rẫy. Mới mua mấy con dê nữa mọi người, hôm bữa chết bị chó rừng cắn, giờ nó chết hết trơn rồi. Giờ bắt đầu mua thêm 5 con dê nữa. À mình đem vô sâu xanh nó gửi ở đây á. Mẹ chồng mình chỉ biết lắc đầu thôi. Ai cũng phản đối kêu đừng mua hết trơn á, mà ba mua. Thôi kệ. Rồi mùa mẹ mình hỏi sao biết mẹ mình hỏi biết tại sao hôm nay đeo mà bao tay mà nấu ăn không, tại vì mới làm bộ móng đó mọi người. Trời ơi, chuẩn bị đi chơi ở Đà Nẵng á, cho nên lúc đầu làm móng nè. Tuần này thứ bảy là bay rồi. Hèn chi. Nè. Oh, trời lạnh lạnh gió thổi hiu hiu âm u này mà làm một nồi cá kho mặn mặn ngọt ngọt cay cay ha. Nóng hổi ăn với cơm nữa là trời ơi đã lắm mọi người ơi. Bên Việt Nam mình có cá hố thì mọi người làm nấu kiểu này ăn thử nha. Khá là ngon đó, kho với củ cải. Nè, ít xì ạ. Nè, kho với củ cải cũng được. Hoặc là kho với... Nó, mẹ mình mới kêu mọi người làm ăn đi.
Thôi với củ cải ăn thử thì rất là ngon luôn. Hôm nay mẹ mình ăn kèo với lại hành, kim chi hành. Kim chi hành nó chín tới ngon dễ sợ luôn mọi người. Bí rất là ngọt luôn. Chứ mình ta cầm mất rồi ạ. Mẹ mình kêu mình ăn. Nó không có ăn đâu mẹ ơi, ẩm mất rồi à. Trời nó cũng như không mà nó có ăn đâu. Nó hử rồi nó bỏ đi đó. Đó. Chừng nào mà nó ăn. Con này không phải con chó, con mèo gì đâu. Con này là con hai con gì á. Chó ta cho xương ta còn ăn nữa mà. Con này là con gì á. À, miễn 6 giờ sáng này nó cào cửa. Chắc nó kêu mẹ mình thức dậy để chuẩn bị đi bán á. Miễn đúng 6 giờ là nó cào cửa hả? À, bắt đầu mà cái cửa mà mở ra ha, là nó dòm vô, nó thấy ba chồng mình á, là nó đi chỗ khác. Còn nó không thấy ổng là bắt đầu nó đi vô. Tại vì ba chồng mình không có ưa nó. Mà nó cũng không có ưa ổng. Ê con này nó cũng dữ lắm nè. Nó cũng biết để ý rồi. Để ý lắm. Miễn tới giờ ăn là điện thoại 100 lần như một. Anh nhớ. Naturally, I'll take it to you. Okay. Thôi, mới nhắc ba mình gọi liền. Trời ơi, Linh thấy sợ. Hai bè dễ gì hết nên tiêu bỏ rồi cho nó rồi nè. Hai bè. Nằm bên đây cái thư. No. Ủa, thấy chưa? Kêu rồi nó trả lời liền. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ mình kêu nó đi lên, nhảy lên đây ngồi đi. Mà nó mập quá, đâu nhảy nổi. Nó mà nhảy lên được cái thềm này mới sợ á. Cái thân nặng nề của nó. Mẹ mình nói hồi quê á, hồi đó ở vùng biển cho nên là ăn rất là nhiều cá biển tươi sống luôn. À, bây giờ về đây không có nhiều cá, toàn là cá thu không à. Hồi đó mỗi lần mà về thăm quê, về nhà mẹ ruột á, là ông ngoại chồng bắt rộng một bể cá dưới thuyền luôn cho mẹ mình ăn đầy bụng mới về. Bởi vì hồi đó lấy chồng chi, phải ở với ba mẹ ruột là sống sung sướng rồi, phơi phới rồi, được ăn cá rồi. Cứ đây là kê đôn, hai mẹ hồi mà nó chuẩn đề. Hả? Kê đôn, anh hai mẹ hồi mà nó chuẩn đề. Xin sơn, xin khóc mốc cổ. Xin khóc mốc cổ. Cái gì ai có? Kê đôn anh hàm một thông gì ai có? Anh nà đi ubi áp chứ nó. Kê đôn anh hàm mẹ. Hồ chức ở phá rạch ta. Nà gà rạch ta chì. Nhưng mà mẹ mình nói bây giờ mà không kết hồi đó mà không kết hôn ha là bị đuổi khỏi nhà.
cho ra cắt hộ khẩu. Mì gì rồi? 내가 결혼 안 시킬래 그거. 미진이 결혼 안 시키겠다. 그냥 아가씨로 살고 나나라고. 그래야 돼요. 그럼 뭐 호적을 파갖고 똑같이 입게. Chị Mỹ Trinh hồi đó mẹ mình cũng không tính lấy chồng cho bà lấy chồng đâu. Cho bà sống một thời con gái vậy, cho bà ở mình ơn thì chó khỏe phay phay vậy đó. Mà ba chồng của mình không nói, không gã nó là đuổi ra khỏi nhà, cắt hộ khẩu, cắt quốc tịch luôn. Cái tên là số đề chắc chắn như sụp quả. Nhưng mà hát cái này. Nhưng mà tôi nên là hắn ta là hắn tôi đã hắn mới xuống là gạo. Cái đó là hắn hắn hắn. Hồi đó chị Mì Chinh đi làm ở cho Seoul á, 2 tháng một lần thì bắt đầu chị Sơn khăn gói lên Seoul thăm con, giống như bên Việt Nam mình mà dưới quê lên Sài Gòn thăm con vậy đó mọi người. Thế là tính vậy đó, nhưng mà ba chồng mình không chịu, bắt là phải đi lấy chồng. Nhưng mà Mì Chinh ơn đi kêu đồ hát cổ sức bình thường mà. Nhưng mà bà Mì Chinh bà muốn lấy chồng rồi sao? Nhưng mà chị Mì Chinh nghe lời ba mẹ mọi người. Kiểu như là gả thì chịu, còn không gả thì không cũng không có lấy. Kiểu như là ba mẹ đặt đâu con ngồi đó vậy đó. Trời ơi, đã ha, có đứa con gái ngoan cũng đã ha. Chắc khăn tay it's so so trong mây đã hay nghe nè. Đó đang khen chị Mì Chinh ngoan, cái chị Sơn nói con gái lớn cũng ngoan, hai đứa con gái cũng ngoan. Chứ hai mày đẻ. À bố chị gái xin sư phạm bê lô mà ăn thử hết tạ chân mẹ. Sao lúc thả ra mẹ đó. À ông ơi nè, cái cơ, nói là cái cơ, xả tôi bố mẹ ổn thức kìa. Chẳng hả? Chẳng hả? Chẳng hả? Đó. Bởi lẽ xả ra mà hắn bố mẹ mẹ ăn thử kìa sớt đó. 모든 것이 다 자기 눈에 안 보이잖아. Nhưng mà mọi người biết sao không? Ba chồng mình không có thích chồng của chị Mì Chinh. Tại vì nói là người sợ ưa đó mọi người, rễ sợ ưa đó. Không biết sao nhưng mà kiểu như người giống như người dưới quê mình mà cắt mấy ông ba khó tánh á, thường là không thích mấy thằng rễ cho Sài Gòn á mọi người, kiểu vậy á. Bị thứ năm mình tôi có đề à. Bị thứ năm mẹ chỗ nè, hai đứa bơi chị tôi đi. Chị tôi là nam già phải là anh trò hay à? Rồi. Trời ơi, ăn hết cơm rồi mà còn muốn ăn nữa. Trời ơi, công nhận mẹ mình ăn mạnh thiệt. Ăn vậy mới có sức để đi làm á mọi người. Không ơi là mẹ mình là không nổi đâu. Mẹ mình làm nhiều việc lắm. Từ sáng sớm 6 giờ là phải đi. À, giờ sẽ cá chim mát rồi nè. Anh nhớ, xin có gì ha xe à? Cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Sunset TV nha. Tạm biệt mọi người. Nhau. Nhau. 야, 먹잖아. 저, 어깨 릉 넣을게.